giờ trong hiệp 2 có lẽ sẽ rất dài đối với top group. Sút thẳng luôn. Bóng đi găm thẳng vào khung thành của top group. Thực sự là bất ngờ. Quá bất ngờ và kinh tính. Nó giống như một cuộc truy đuổi có thể nói là đầy hấp dẫn. Và bây giờ thì Văn Minh lại là đội bóng vươn lên dẫn trước. Tuấn Anh đã có một cú nã đại bác và bóng đã đi găm thẳng vào khung thành của môn Minh Mạnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Rất căng. Hà Quang Đạt đã đứng ở cột 2. Lại là Thu Đèn chậm mất một nhịp trong hướng này.